Xin chào các bạn đã đến với video review của công nghệ nhật.com. Sản phẩm các bạn đã được thấy trong video là mẫu máy giặt nội địa Nhật Toshiba TVK127XP3L. Đây là sản phẩm cao cấp nhất của hãng, được ra mắt vào tháng 9 năm 2023. Và sau đây, các bạn hãy cùng công nghệ Nhật tìm hiểu xem chiếc máy giặt này có gì đặc biệt nhé. Đầu tiên, xét về ngoại hình thì máy giặt Toshiba TVK127XP3L có thiết kế hiện đại với hai tông màu trắng và nâu, phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau. Máy có kích thước chiều rộng là 64,5cm, chiều sâu là 72cm, chiều cao là 106cm, nặng 89kg. Kết hợp với thiết kế phẳng, cạnh vuông hiện đại, có thể tận dụng tối đa các khoang hở tại khu vực lắp đặt, tiết kiệm không gian và dễ dàng vệ sinh hơn. Về phần bảng điều khiển thì các nút bấm trên máy giặt Toshiba TVK127XP3L gần như được loại bỏ hoàn toàn, chỉ giữ lại hai nút bật và tắt nguồn. Bên cạnh đó, phía trên này máy có bộ lọc sơ vải. Phía dưới này, máy có bộ lọc ống xả đều có thể dễ dàng tháo rời và vệ sinh. Màn hình cảm ứng hiển thị 7,8 inch được đặt hợp lý ở một góc vát xuống khoảng 30 độ để dễ quan sát. Sử dụng bảng điều khiển hoàn toàn bằng cảm ứng, hết sức hiện đại và tiện lợi. Bảng điều khiển này có thể thay đổi màu theo từng chức năng, giúp cho phần hình thức trở nên độc đáo và dễ dàng sử dụng. Không chỉ thế, 38 chức năng giặt và sấy của Toshiba TVK127XP3L sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu giặt và sấy hàng ngày cho gia đình. Máy có khả năng giặt lên đến 12kg và sấy 7kg. Đây sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho các gia đình có nhu cầu giặt giũ lớn và muốn tiết kiệm không gian. Máy giặt Toshiba TVK127XP3L được thiết kế chống rung, chống ồn với động cơ SDD chuyển động trực tiếp, không sử dụng bánh răng và dây cu loa, loại bỏ triệt để nguyên nhân gây ra tiếng ồn thường gặp trên các hệ thống chuyển động truyền thống. Không những thế, máy còn được trang bị đệm hấp thụ rung đặc biệt trong hệ thống giảm sóc để hạn chế tối đa rung lắc trong suốt quá trình giặt và vắt. Kết hợp với đó, sản phẩm này còn được trang bị cao su giảm chấn cao, giúp ngăn chặn và triệt tiêu rung động. Nhờ vậy, chiếc máy giặt sấy của Toshiba có thể đem lại khả năng vận hành vô cùng êm ái với độ ồn tối đa chưa tới 50 dB. Độ ồn của từng chu trình giặt khoảng 32 dB, xả nước khoảng 37 dB, sấy khô khoảng 48 dB. Độ ồn vận hành này được dựa trên tiêu chuẩn đánh giá của Hiệp hội các nhà sản xuất điện của Nhật Bản. Nên thế, bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc giặt đồ vào đêm khuya hoặc sáng sớm. Bên cạnh đó, mẫu máy giặt cao cấp này còn được trang bị ngăn tự động nạp nước tẩy rửa cũng như kết nối điện thoại thông minh và tích hợp nhiều chế độ làm sạch khác nhau như giặt nước nóng làm tăng hiệu quả của chất tẩy rửa. Bạn có thể lựa chọn nhiệt độ cho các loại vải khác nhau, tạo bọt làm sạch bằng bong bóng siêu mịn kháng khuẩn giúp bột giặt thấm sâu vào từng sợi vải, loại bỏ triệt để bụi bẩn và ngăn ngừa ố vàng. Các bong bóng siêu nhỏ này ngăn không cho bụi bám bẩn lại và làm sạch kỹ lưỡng. Nó được trang bị hạt kháng khuẩn Ag cộng nên sẽ giúp quần áo của bạn kháng khuẩn sau mỗi khi giặt. Sử dụng nước nóng và bọt siêu mịn kết hợp sẽ giải quyết nhiều vấn đề về giặt giũ, kể cả các vết bẩn cứng đầu, tăng hiệu quả làm sạch lên gấp nhiều lần. Không chỉ dành cho quần áo, công nghệ kháng khuẩn bong bóng siêu mịn của Toshiba TVK127XP3L còn ngăn chặn bụi bẩn bám vào lồng giặt ngay cả khi bạn đang giặt. Việc vệ sinh lồng giặt trước đây được yêu cầu từ 1 cho đến 2 tháng một lần, giờ đây chỉ cần thực hiện mỗi 3 hoặc 4 tháng sử dụng. Tiếp đến là công nghệ sấy nhiệt Block, sử dụng khí ấm vừa phải từ máy bơm nhiệt để làm khô quần áo. Máy sẽ thổi vào lồng giặt luồng khí ấm, làm cho các sợi vải trở nên mềm mại, chống nhăn quần áo trong quá trình sấy. Luồng không khí thổi vào có nhiệt độ thấp, chỉ khoảng 65 độ C, giảm hư hỏng và co rút quần áo do nhiệt cao. Bên cạnh đó, việc sấy giảm vết nhăn trên quần áo sẽ tiết kiệm tương đối thời gian ủi đồ cho người sử dụng. Hơn nữa, công nghệ sấy này còn giúp tiết kiệm điện năng đáng kể. Ngoài các cơ chế làm sạch trên, Toshiba TVK127XP3L còn được trang bị tính năng khử khuẩn bằng tia cực tím để có thể xử lý những đồ khó giặt hoặc không thể giặt thường xuyên như mũ, nón, gấu bông, giày vải. Những loại đồ như vậy sẽ được khử trùng dưới chùm tia UV công suất cao để khử trùng và ngăn ngừa virus. Đồng thời, lồng giặt sẽ không quay trong suốt quá trình khử khuẩn nên đồ giặt sẽ không bị méo mó hay mất nếp. Không những thế, chùm tia UV này còn có thể hoạt động trong các chế độ giặt sấy bằng cách chiếu tia UV lên quần áo trước khi giặt và kết hợp với không khí ấm trong quá trình sấy sẽ giúp khử trùng quần áo và ngăn chặn virus. Cuối cùng là về bộ lọc ống thải và bộ lọc sơ vải đều có thể tháo rời ra để vệ sinh một cách dễ dàng. Kết hợp với các chế độ hỗ trợ vệ sinh như làm sạch tự động, làm sạch lồng và răng cửa, làm sạch lồng giặt bằng nước nóng 60 độ ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc, giúp tuổi thọ của máy sẽ được đảm bảo một cách lâu dài, đồng thời đem đến hiệu suất làm sạch tối đa cho quần áo. Như vậy, vừa rồi mình đã giới thiệu chi tiết tới các bạn chiếc máy giặt nội địa Nhật Toshiba TVK127XP3L. Nếu các bạn có quan tâm tới sản phẩm, có thể truy cập vào website congnghenhat.com hoặc hệ tới hotline miền Bắc 088-6767-888 hoặc hotline miền Nam 081-6767-888 để được hỗ trợ. Cảm ơn các bạn theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.